Ngày 20 tháng 8 năm 2023, Đảng Bộ Xã Minh Sơn đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Bộ Xã tháng 8 năm 1953, tháng 8 năm 2023. Minh Sơn là xã đồng bằng bán sân địa ở khu vực phía bắc huyện Nông Cống trước đây, nay là vùng trung tâm huyện Triều Sơn, là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử và văn hóa. Trong những năm kháng chiến, chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân Minh Sơn phát huy tinh thần ý chí cách mạng, đóng góp sức người, sức của cho kháng chiến, là nơi đóng quân của các đơn vị bộ đội và kho tàng của nhà nước và có những điểm cao có vị trí quan trọng về quân sự địa bàn Minh Sơn đã trở thành mục tiêu đánh phá của không quân Mỹ với hàng trăm tấn bom đạn trút xuống. Nhưng nhân dân Minh Sơn vẫn kiên cường dũng cảm vừa sản xuất vừa chiến đấu, ghi nhận những thành tích đóng góp to lớn của Đảng bộ và nhân dân Minh Sơn. Năm 2000, nhà nước đã phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho cán bộ và nhân dân xã Minh Sơn. Bước vào thời kỳ đổi mới, nhân dân Minh Sơn thực hiện chuyển đổi cơ cấu mùa vụ cây trồng, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Năm 2015, xã đạt xã nông thôn mới sẽ được chính phủ tặng huân chương lao động hạng nhì, hạng ba. Minh Sơn là một trong những xã đạt chuẩn nông thôn mới thuộc top đầu của huyện. Phát huy truyền thống là đơn vị anh hùng, Đảng bộ và nhân dân Minh Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ xã Minh Sơn đề ra mục tiêu lớn đó là xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện, đến nay xã Minh Sơn đã đạt nhiều kết quả khá toàn diện. Trong 24 chỉ tiêu của đại hội, đến nay có 13 trên 24 chỉ tiêu đã đạt và vượt trong đó có 10 chỉ tiêu đạt, 3 chỉ tiêu vượt. Thu nhập bình quân đầu người đạt 63 triệu đồng trên người trên năm, xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. Tự hào với quê hương truyền thống cách mạng, đại diện các đồng chí lãnh đạo xã qua các thời kỳ đã phát biểu vui mừng trước sự phát triển đi lên của quê hương Minh Sơn. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng dân huyện Lê Kim Chất đã phát biểu chúc mừng nhân dân xã Minh Sơn trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cần khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng thế mạnh của địa phương, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, làm tốt công tác thu gom vận chuyển và xử lý rác thải, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, quan tâm đến công tác xã hội hóa để tạo nguồn lực xây dựng chỉnh trang các công trình, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 12 của huyện ủy về vận động nhân dân hiến đất, mở rộng đường giao thông, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ, xã Minh Sơn đã phát động thi đua phát huy truyền thống anh hùng 70 năm xây dựng và phát triển, quyết tâm xây dựng xã phát triển vững mạnh về mọi mặt, xây dựng thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.